Bến nước Long Đông. Tác giả Vân Bích. Tập 11. Mang nước tới, dội cho cô ta tỉnh lại. Dân lệnh bà cả, thằng Tí vội vàng đi lấy nước, nhưng cậu Thịnh lại lên tiếng ngăn cản. Cô ta vừa mới sảy thai, đừng có làm như vậy. Là tự làm tự chịu, còn oán trách ai? Thôi đi mà mẹ. Mơ nằm dưới đất, nghe cậu gian nài bà Trinh thay cho mình, thì mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng dẫu sao cậu cũng còn niệm chút tình. Nhưng mà lời nói tiếp theo của cậu khiến cho Mơ như muốn quá đá. Người đâu? Đưa cô Mơ và Quỳnh về Yên Sơn, mang theo lá thư từ hôn của tôi trao tận tay ông Bình. Nói xong, cậu quay sang nói với thằng Tí. Đem giấy bút đến đây cho tôi. Rất nhanh, thằng Tí đã quay lại với những thứ cậu Thịnh cần. Nó trải phẳng tờ giấy ra bàn, đứng một bên mài mực cho cậu. Lúc này, Mơ đã hi hí mắt, thấy cậu cầm bút lên chấm vào nghiêng mực. Trái tim cô ta như nhói từng cơn, rồi không màng đến việc hồi nãy mình giả vờ ngất xỉu để đối phó tạm thời. Mơ lồm cồm bò dậy, chạy đến níu tay cậu gian xin. Đừng mà, xin cậu bỏ qua cho em lần này đi cậu. Em nhất thời mơ hồ cũng là vì quá yêu cậu mà thôi. Em không chịu được khi thấy cậu lúc nào cũng hướng mắt về phía con nhỏ Hương kia. Nhưng mà từ bây giờ em hứa, em sẽ không có ghen tuông nữa. Cậu muốn cưới thêm ai thì cưới. Chỉ cần cậu đừng có bỏ em là được, nghe cậu. Bỏ qua à? Có hại mẹ tôi khốn đốn. Nếu không có mọi người đến giải thoát, e là mạng đã không còn. Cô còn muốn hại Hương thất thân, trong khi cô biết rõ với một người con gái thì chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Cô độc ác như vậy, cô còn muốn tôi tha thứ? Chắc chắn em sẽ sửa đổi mà cậu. Chỉ cần cậu cho em cơ hội. Đi, cậu ơi. Bản tính của một con người không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không có gì ai mà thay đổi. Cho nên, cô không cần nói thêm. Tôi khép lại cái chuyện này ở đây. Không có đưa ra định tội vu hãm mệnh quan triều đình thì nhân nhượng cuối cùng của tôi với cô và cả nhà cô rồi đó. Nói xong, cậu Thịnh kêu thằng Tòng kéo Mơ sang một bên, tiếp tục cầm bút hạ xuống trang giấy trắng. Những dòng chữ cứng cáp hữu lực dần hiện lên trên giấy. Mỗi một chữ cậu viết tựa như cái chày giả vào cối, giả vào lòng Mơ đến tức thở. Không lâu sau, cậu đặt bút xuống bàn, chờ cho mực khô hẳn, thì xếp lại bỏ vào phong thư. Thời khắc này, Mơ cảm thấy đời mình đã mất trắng không còn gì nữa. Mất cậu về tay người khác, mất con cả đời cũng không còn hy vọng gì. Tất cả đều vì con yêu nghiệt kia và thằng đàn ông đê tiện đó. Tia mắt căm hờn của Mơ bấy giờ bắn về phía tên cướp, hận không thể xẻ thịt lột da uống máu hắn ta. Tại sao hắn không chết đi? Tại sao hắn lại đến đây làm chứng để đời cô kết cục thê thảm như thế này? Lửa giận sôi lên sùng sục, lý trí hoàn toàn không còn nữa. Mơ đảo mắt một lượt khắp những người trong nhà và ngoài sân, lại nhìn thấy Tòng ở bên cạnh dắt nơi thắt lưng một con dao nhỏ. Cô liền chụp lấy, dục chạy về phía của Ngọc Hương. Nhưng mà Tòng vốn dĩ võ thuật không hề tầm thường. Mơ vừa di chuyển mấy bước đã bị Tòng tóm lấy. Cô ta đã hết cách mới phóng loạn cái mũi dao, không ngờ phóng thế nào lại ghim thẳng vào tay của cậu lúc cậu đang tiến dần về chỗ của Hương đang đứng. Bị bất ngờ, cậu Thịnh thét lên một tiếng, máu dần thấm đỏ cả một mạng áo. Bà cả nghe tiếng cậu Thịnh cùng với cảnh tượng nhức mắt, hốt hoảng chạy đến bên cậu, mà cậu dần trán rịn ra một lớp mồ hôi, răng cắn chặt vào môi, gắng kìm nén cơn đau để không khiến mẹ Trinh đau lòng. Bà cả xót cậu, sự căm ghét dành cho Mơ lại càng nhiều, điên cuồng bước đến dán lên mặt cô ta liên tục mấy cái. Còn Ngọc Hương đứng gần đó, thấy cậu như vậy, vội dìu cậu ngồi xuống. Cô rút cái khăn tay theo hình hoa sen đẹp mắt ra, buộc chặt vào vị trí dao găm để cầm máu, rồi thúc giục người mau mời thầy Lang đến xử lý vết thương cho cậu. Tội gây thương tích cho mệnh quan triều đình là không hề nhẹ. Đánh xong, bà cả liền hạ lệnh tống giam Mơ. Con Quỳnh cũng chịu chung số phận.
Không lâu sau thì thầy Lan tới. Ông nói cũng may chỉ tổn thương phần mềm, con dao được rút ra và băng bó cẩn thận. Bà cả mới nhẹ lòng đôi chút. Còn bà ba thì âm thầm tiếc rẻ. Giá kể mà con dao ghim vào tim thì có phải tốt hơn hay không? Xong xuôi nhiệm vụ, thầy Lan ra về, bà cả cũng kêu mọi người giải tán ai về việc nấy. Bà ba vẻ mặt giả dối, miệng sơn sớt khuyên cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Xong liền đưa chân chậm rãi quay về phòng. Cậu Thịnh cũng không muốn ở lại gian nhà của cô gái xảo quyệt kia thêm một thời khắc nào nữa. Nói với mẹ Trinh cứ yên tâm về nghỉ, còn mình thì nhờ Hương dìu đi. Về đến phòng cậu rồi, Hương đem mấy lọ thuốc thoa ban nãy từ thầy Lan đưa cho, dặn dò cẩn thận rồi mới xin phép rời khỏi. Nhưng cô vừa đi mấy bước, thanh âm trầm ấm của cậu lại vang lên. Mợ Hương! Còn chưa có phải là mợ. Sẽ là như vậy, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng tôi... Hương còn chưa nói hết câu, cậu Thịnh đã tiếp. Vì sao mợ không sớm vạch trần cô mơ? Có phải mợ không có muốn ở bên tôi nên mợ để cô ta càng quấy hay không? Tôi chỉ là tội nghiệp đứa bé, nó vô tội. Vậy mợ có tội nghiệp cho tôi không? Mợ muốn nhìn thấy tôi bị người ta lừa gạt làm cái trò cười như vậy hả? Mợ có thể nói riêng với tôi cũng được mà. Không phải, xin lỗi cậu, là tôi suy nghĩ không có được thấu đáo. Vừa nói, Hương vừa liên tục cúi đầu nhận lỗi cùng cậu. Nhưng mà cậu vẫn còn giận Hương lắm. Biết chuyện tài đình mà dám che giấu cậu nên cậu phải trị cho một trận. Mà trị như thế nào đây? Cậu nghĩ một chút. Thôi thì cho mợ ấy chăm sóc mình đi. Nghĩ vậy cậu mới nhíu mày nhăn mặt bắt đầu than. Hồi nãy không sao, bây giờ sao lại nhức thế này không biết được nữa. Cậu đau lắm à cậu? Vậy bây giờ phải làm sao? Hồi nhỏ bị té đau, mẹ hay thổi cho tôi. Vậy cậu thổi đi. Tự thổi không có tác dụng. Vậy để tôi gọi anh Đậu tới. Nói xong, Ngọc Hương liền đưa chân chạy đi tìm Đậu. Cậu cũng hết cách với Hương. Nói như vậy rồi mà còn không hiểu. Cậu càng kêu đau lớn hơn. Tôi đau vậy mà còn phải chờ. Sao mà ở đây mà không thổi cho tôi? Tôi đau, đau quá đi đó. Hương thấy cậu như vậy thì cương quýt chạy tới, chu chu cái môi nhỏ xinh xắn gần vết thương để thổi. Khoảng cách gần nhất, cậu cảm nhận được mùi hương thoang thoảng dễ chịu của ai kia, tâm bình yên đến lạ. Quả thật, cũng không còn thấy đau đớn gì nữa. Nhưng mà khi tầm mắt cậu lướt qua cánh môi hồng căng mọng, bất giác nhịp tim của cậu đập loạn. Cậu giật mình, rồi xoay người sang một bên để che giấu tình huống xấu hổ này. Xong, Hương đâu có biết chuyện đó, cứ nghĩ cậu bị đau nên cậu cáu tiếc thôi. Xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu im lìm không nói, muốn giấu đi gương mặt đang nóng bừng bừng vì khát khao bất chợt ùa đến. Hương nghĩ cậu là con trai, có chuyện giấu giếm thôi mà cũng nhỏ mọn thì hơi bực bội, có chút oán trách. Mà cũng tại cậu, cổ đang nổi giận mất hết lý trí như vậy, cậu đi qua làm cái gì? Cậu nhướng mày, bất đắc dĩ nói dối để khiến Hương thêm áy náy với mình hơn. Đúng là làm ơn mắc quán mà, có lòng tốt còn bị xem là chuyện thừa. Hương nghe vậy thì ngỡ như thật, người ta đã có ơn cứu mình thêm một lần mà mình lại còn trách cứ người ta, đúng là vô lý quá thể. Vậy là Hương thu nét mặt khó chịu, càng dút giận cậu hơn. Tại tôi không có biết ý, bây giờ tôi biết rồi, cậu đừng có giận tôi nữa nghe. Vậy cậu muốn tôi làm cái gì cậu mới chịu cười đây? Thôi, tôi nào có dám trách hờn ai đâu. Mợ cứ về đi, tự tôi có thể chăm sóc mình được. Dạ, vậy cậu nghỉ sớm nghe, tôi không có phiền cậu nữa. Ngọc Hương thật tình, mà mặt cậu thì đơ ra như khúc gỗ. Mợ làm sao vậy chứ? Thường ngày thì thông minh lắm, sao ý tứ giận dỗi của mình mợ ấy hoàn toàn không có nhận ra. Cậu buồn, cậu bực, cậu tức, cậu nghẹn, đành phải mặc dày giả vờ cầu thương hại. Đói quá, không biết giờ này thằng Đậu ở đâu nữa. Mà Đậu có biết làm món canh gà hầm hạt sen không ta?
Canh gà hầm hạt sen là món Hương nấu tốt nhất. Cậu đang đói bụng, Hương đâu có thể keo kiệt với một món ăn, trong khi cậu lại vừa cứu mình một mạng. Nghĩ vậy, Hương chủ động đề nghị. Cái món đó tôi biết nấu, hay tôi nấu cho cậu nghe, cậu chờ tôi được không? Thịnh gật đầu, vậy là Ngọc Hương chạy nhanh về phía gian phòng bếp, lúi húi nhóm lửa làm gà, sau đó hầm cách thủy với hạt sen trong hơn một canh giờ thì món canh đã hoàn tất. Hương bưng cái thành quả thơm lừng cho vào tráp, cẩn thận mang đến phòng cho cậu. Lúc này cậu đang tranh thủ xem lại công vụ, Hương bước vào liền lên tiếng gọi cậu. Cậu uống một chút khi còn nóng sẽ rất thơm. Hương mở cái tráp ra, bưng cái chén nhỏ đến trước mặt cậu, tươi cười như đóa hoa kiều diễm. Cậu coi, có phải là rất thơm không? Ừ, thơm. Vậy cậu nếm thử xem khẩu vị như thế nào. Cậu đồng ý, nhưng cậu lại muốn người nào đó chăm sóc cho mình. Mà cậu đang bị thương, nên cậu được nước làm tới, ra vẻ khó khăn không cầm được cái chén. Ngọc Hương cũng phải múc từng thìa đút cho cậu. Đúng là rất đậm đà, ngon miệng. Có thể nói là ngon nhất từ trước đến bây giờ. Chỉ kém mẹ Trinh một chút thôi. Cảm giác này thật tốt. Cậu cao hứng, hưởng thụ sự chăm sóc của con gái nhỏ đến lúc canh hết sạch, rồi cậu lên tiếng. Rất thơm. Cảm ơn cậu đã khen. Nhưng khi Ngọc Hương quay đầu rồi, cậu lại nói rất khẽ. Là mỡ thơm. Thơm lắm. Ngọc Hương không nghe rõ, hỏi lại. Cậu nói cái gì? Tôi nói nói ngon và rất thơm. Dạ. Vậy thôi, cậu cũng ăn uống xong rồi, tôi không phiền cậu làm việc nữa, tôi dọn dẹp rồi về phòng đây. Cậu nhớ phải thoa thuốc đều đặn cho vết thương mau lành ngang. Tôi không có thoa được. Hay là mai mở giúp tôi thì giúp cho trót đi. Không có tiện lắm đâu, cậu còn có anh Đậu mà. Mai hôm nay tâm trạng của Đậu không có được tốt, thường bực bội ngẩn ngơ, nên tôi cho Đậu nghỉ ngơi rồi. Nếu mà mợ sợ phiền cũng không sao đâu. Cậu Thịnh nói vậy, Hương lại càng áy náy, đành hứa với cậu ngày mai sẽ ghé sang một chút. Có được lời hứa của người thương, lòng của cậu cảm thấy rộn ràng vô cùng. Tâm trạng vui vẻ, cậu xử lý mọi chuyện rất nhanh, rồi lên giường nghỉ ngơi, chỉ mong trời mau sáng để còn gặp mặt người ấy. Sáng hôm sau, vì muốn được Hương chăm sóc cho mình, cậu lại cho phép Đậu không cần hầu hạ, duy trì như vậy đến lúc nào vết thương khỏi. Qua hơn 10 ngày sau nữa, thì vị trí dao cắm vào đã kéo da non, cậu cũng không còn lý do để giờ dịch với Hương nữa. Nhưng bản thân của cậu thì biết, trong khoảng thời gian đó, lòng cậu đã ấm áp hạnh phúc đến nhường nào. Càng gần gũi Hương, cậu càng xác định trong lòng của cậu, Hương đã trở thành một người rất quan trọng mà cậu muốn che chở và yêu thương. Còn đối với Mơ, cậu thực sự chán ghét nhưng lại không muốn trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Một chút ân tình cuối cùng này cậu trả cho họ, xem như đền đáp ơn giúp đỡ trong lúc nguy khốn khó khăn. Vậy là cậu lệnh cho Tòng đến phòng chứa củi dẫn Mơ và Quỳnh quay về cùng với lá thư từ hôn. Một buổi trưa, khi cậu Thịnh từ huyện đường trở về phủ, mắt vô tình lướt qua cửa hàng trang sức, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một gương mặt xinh đẹp khiến cậu cao hứng muốn đi vào. Ông chủ cửa hàng đương nhiên biết cậu là quan trạng thì niềm nở giới thiệu những bộ trang sức tinh xảo. Nhưng sự chú ý của cậu dừng lại ở đôi hoa tai cúc họa mi. Ông chủ khéo miệng khéo mồm liền lý giải ý nghĩa của loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ thuần khiết cùng với sự trân trọng trong tình yêu. Cậu nghe xong thì chọn mua đôi hoa tai đó. Lúc cậu bước ra, về mãi ngắm món trang sức một lần nữa nên cậu vô ý đụng phải một bà lão đang bước vào. Bà lão bị loạn choạng, cũng may cậu nhanh tay đỡ lấy. Bà có sao không? Tôi không sao. Cậu... Rồi bà im bặt, ánh mắt nhìn cậu Thịnh không rời. Cậu thấy kỳ lạ, mới nhẹ lay bà mà hỏi. Bà thấy có chóng váng không? Để cháu đỡ bà đến ngồi nghỉ nghe. Được, được. Cảm ơn cậu.
Lúc bước chân đi cùng với cậu, bà lão vẫn len lén quan sát gương mặt này. Sao mà nó giống như vậy chứ? Chờ đến lúc bà vẫn còn trôi trong miền ký ức của mình, cậu đã cúi chào tạm biệt bà rồi rời đi. Qua một lát sau, bà lại vội vàng đuổi theo muốn âm thầm xác minh một chuyện. Đến phủ, cậu đi vào rồi, bà đứng bên ngoài vô cùng xúc động, cầm cái khăn liên tục lau khô nước mắt lẩm bẩm. Đã lớn như vậy rồi sao? Cũng trong lúc này, thằng Ngọ vừa ra ngoài tìm mua mỹ thực đắt tiền theo ý của bà ba để tẩm bổ cho đứa bé trong bụng. Nhìn thấy người đàn bà lấp ló một góc, mắt không rời nhìn vào trong phủ, còn khóc lóc như vậy thì thấy lạ, bèn đến gần nghe ngóng. Hắn ta nghe bà khen ngợi. Cậu tuấn tú lắm, thật tốt, thật mừng cho cậu. Ở trong phủ, chỉ có một mình cậu Thịnh, vậy bà lão này có liên quan gì? Đánh hơi được có chuyện gì đó không có hay ho, Ngọ quyết định dõi theo phía sau bà lão. Sau đó bà ta đi vào cửa hàng trang sức, gọi một ông lão là quản sự của cửa hàng này. Ông ta thấy vợ hồi nãy sốt sắng đuổi theo cậu thanh niên, liền hỏi. Bà mới vừa đi đâu về đó? Tôi gặp lại cậu ấy rồi ông à, nhìn rất có khí chất, vậy là được nuôi dạy rất tốt. Thiệt sao? Đáng mừng bà ha. Tôi cũng mừng. Bà còn nói thêm đôi câu với chồng, kêu ông vào trong, mấy ngày tới bà có việc ở làng Phù Ninh, ông ở nhà phải chú ý ăn uống không được quên bữa. Sau đó bà gật đầu chào ông chủ cửa hàng, rồi quay về thu xếp một ít quần áo mang theo. Thằng Ngọ còn kiên nhẫn bám đuôi bà đến tận nhà, rồi mang hết toàn bộ chuyện này kể với bà ba. Bà ta nắm được chút ít điểm đáng nghi ngờ, sao có thể bỏ qua được. Cố tình dẫn dụ bà lão gặp mặt mình một lần. Qua một cuộc tiếp xúc, bà ba khéo léo dẫn dắt khiến người đàn bà nọ nói ra một số điều. Chờ khi bà lão đi rồi, thằng Ngọ mới ngồi xuống hóng chuyện. Mình hiểu được cái gì không? Rất tốt, rất tốt. Chờ sinh xong rồi tôi thưởng cho. Chuyện gì vậy? Nhìn mình thật là vui vẻ đó. Vui chứ. Chúng ta có cơ hội rồi, cứ nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi. Tôi có cách biến tên kia từ trên cao rớt xuống. Mình có kế hoạch trừ khử rồi hay sao? Bây giờ cậu là quan rồi đó, không cẩn thận là chết đó. Trời cũng muốn giúp chúng ta. Chờ tôi dạch mặt đứa con hoàng, xem nó có tư cách gì mà đòi giành với con tôi. Thời điểm mơ bị trả về Yên Sơn với lá thư từ hôn, tâm tình của cô ta đối với cậu Thịnh như tro tàn, chỉ còn ngập tràn oán hận. Nếu đã không bao giờ thuộc về cô ta nữa, thì cô ta thà phá cho hôi, chứ không bao giờ cho hai kẻ đó được hạnh phúc. Vì vậy, cô ta điên cuồng chạy đến nhà bác tìm anh Thành để bày mưu cho anh đoạt Ngọc Hương khỏi tay cậu. Không ngờ, bác lại kêu anh ấy muốn sớm ngày kiến công lập nghiệp nên đã chủ động xin vào quân danh rèn luyện. Chờ đến năm sau có cuộc thi tuyển võ trạng sẽ quay về tham gia. Mơ bất đắc dĩ quay về, ngày ngày tìm cách báo thù rửa hận. Thời gian thấm thoát thôi đưa đã mấy tháng trôi qua. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu đứa bé đầu tiên của bà ba không bị sảy thì nó cũng gần đến lúc chào đời. Vì để tránh cho mọi người phát hiện ra thân thế của đứa trẻ này, bà ba quyết định lánh khỏi phủ một thời gian. Bà xin phép bà cả về thăm lại cố hương, với lại tìm một bà mụ mát tay giúp mình thuận lợi sinh ra đứa bé. Bà Trinh đối với bà ba vốn không vừa mắt. Muốn đi hay ở thì tùy bà ba, cũng không có hơi sức đâu mà quản. Vậy mà một lần rời nhà như vậy là gần một năm ròng, mọi người dần quên mất sự tồn tại của bà ba. Một ngày trời thanh gió mát, Ngọc Hương đang lay hoay nơi giếng nước, cậu Thịnh đã đi đến chủ động giúp một tay. Tôi đã nói rồi, những cái việc này mợ đừng có làm nữa, sao mợ cứ không có nghe cho khổ vậy? Tôi nói rồi, tôi chưa phải là mợ mà. Thôi được rồi, mợ muốn giặt cũng được, nhưng mà kéo nước thì mợ để đó cho tôi. Nặng nhọc cái gì đâu, tôi làm được mà. Mợ còn từ chối là tôi không có cho mợ làm đâu đó. Hương thấy cậu nhất mực như vậy thì cũng không có thuyết phục thêm nữa,
đứng qua một bên đợi cậu. Cậu lấy đầy một thùng nước liền đem đến cái thau đồ cho Hương. Cô ngồi xuống, kéo từng cái áo lên, nhẹ nhẹ, dò dò, lại nghe cậu thủ thỉ. Tôi thích san sẻ với mợ, tôi thích cùng với mợ già đi. Đời còn dài lắm, cậu nói lung tung xa xôi vậy làm chi? Vậy mợ, trong lòng mợ có chút gì dành cho tôi không? Tôi không... không biết nữa. Nét mặt của cậu hồi hộp mong chờ khi thẳng thắn hỏi cô gái khờ khạo, lại bị Hương dội cho một gáo nước lạnh, bỗng chán chường quá đỗi. Cậu xoay bước bỏ lại cái bóng lưng ủ rũ. Cô không hiểu sao, cũng thấy có chút khó chịu không tả được là cảm giác gì, nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ngày mới lại bắt đầu. Từ trước tới nay, ra huyện đường, cậu Thịnh cố ý mang đôi bao tai cúc họa mi len lén đặt ở cửa sổ phòng mợ. Món trang sức này cậu đã mua trước đó mấy tháng, nhưng ngập ngừng chưa có dịp đem ra. Đêm qua thẳng thắn thổ lộ tiếng lòng, cậu cảm thấy món quà trao đi cũng đã hợp thời điểm. Quả nhiên, khi Hương thức dậy đẩy cửa sổ cho những tia nắng rọi vào, đó hoa cúc họa mi tinh xảo lấp lánh khiến cho Hương ngắm càng say. Nó thiệt là đẹp. Hương thích thú xem không rời mắt, lại nghĩ đến đôi hoa tai sao lại đặt ở chỗ này. Lẽ nào? Nghĩ đến khả năng là cậu tặng, Hương cong cong mi nụ hàm tiếu nhìn vô cùng rực rỡ. Rồi khi bước ra mở cửa, phía dưới đất có một mảnh giấy với nét bút mạnh mẽ. Cúc họa mi hộp với mợ. Hương lúc này đã rất chắc chắn về người tặng. Trong lòng bỗng ngọt ngào như rót mật, niềm vui đong đầy trong ánh mắt. Cô thuận tay đeo từng đó cúc họa mi bé xíu bên tai của mình. Cậu ở huyện đường cũng hồi hộp không kém, cứ mường tượng mợ đeo hoa tai vào sẽ diễm lệ đến giường nào. Tâm trạng mong ngóng rồi cũng đến buổi trưa, cậu nhanh bước quay về phủ để nhìn thấy người nào đó. Vừa mới vào tới hoa viên, bóng dáng người thương đã hiện ra trước mặt. Cậu nhanh bước đến gần, thấy Ngọc Hương xinh đẹp mặn mà trong món trang sức mình chọn, nụ cười trên môi càng sâu, cậu khen. Đẹp lắm. Là cậu chọn khéo thiệt đó, tôi cảm ơn cậu. Cả hai đẹp, hoa tai đẹp, mợ cũng đẹp. Gương mặt cô bỗng hồng lên như gất chín, nơi lồng ngực thình thịch như trống trận. Hương không biết đáp gì lúc này thì một thanh âm chăm chọc chua lét vang lên. Tình cảm ngọt ngào quá hen, vậy thì cứ thoải mái đến với nhau đi. Cậu Thịnh nhìn bà ba phút, lạnh nhạt đáp. Mẹ không cần phải chăm chọc, hiếu đạo với cha tôi chắc chắn không có quên. Cha nào? Mẹ mới đi không bao lâu đã trở nên lẩm cẩm rồi sao? Nực cười, đừng có gọi tôi là mẹ, một đứa con quan như cậu không có xứng. Mẹ nói điên nói khùng cái gì đó? Điên khùng à? Tôi có bằng chứng, tôi về đây là để tống cổ đứa con quan như cậu khỏi cái phủ này. Cậu Thịnh và Hương đều mơ hồ về những điều bà ba Phúc nói. Họ còn đang nheo mắt suy đoán thì bà ta đã gọi một bà lão đi vào. Thần sắc của bà ta buồn bã, sợ sệt khúm núm, bước theo bà ba tiến dần vào sảnh. Bên cạnh bà là một phụ nữ trung niên đang ẵm đứa bé trên tay. Sau đó, bà ba mới sai người mời bà cả bà hai đến, có chuyện quan trọng cần nói. Không lâu sau, hai người phụ nữ cũng đã có mặt. Ngồi vào cái ghế quen thuộc của mỗi người, nhìn thấy bà ba vừa về đã bày trò vẽ hưu vẽ vượng, bà Trinh móc mỉa. Xin quý tử xong, nên bây giờ cũng có quy quyền nhiều đó chứ. Dạ, tất nhiên là vậy rồi chị à, quý tử độc đinh mà. Mắt cười, độc đinh, vậy cậu Thịnh ném đi đâu? À, cái thứ con quan đó à, thì ra khỏi nhà chị nghen. Con quan nào? Mày một vừa hai phải rồi đó nghen, mày đụng đến cậu bà không có tha cho mày đâu. Nè nè nè, chị bớt nóng đi. Lời thật thì luôn mất lòng đó. Còn kia, ý mày là cái gì? Mày muốn nói rằng tao tằng tiểu sinh ra cậu hả? Em nào dám, thưa chị. Nhưng mà có một người biết rõ sự tình, nên em mời người đó tới đây. Nói xong, bà ba quay sang bà lão trầm giọng. Nói hết đi, những gì mà bà biết, nếu bà dám che giấu điều gì thì...
Trong âm thanh đó có nhớ mấy phần đe dọa, khiến bà lão run run vội quỳ thụp xuống lời thành khẩn. Dạ, dạ, tôi sẽ nói hết, không có giấu giếm một lời. Rồi bà bắt đầu kể. Ngày xưa, lúc cô Huệ chuyển dạ là trước cô Trinh 7 ngày, đó là một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Bà nói điêu cái gì đó, em Huệ sao lại có con, em ấy đã có chồng đâu. Bà ba nhếch môi đầy hàm ý. Đó chị, không chồng mà có chữa đủ hiểu đức hạnh như thế nào, mày... Bà ba cắt ngang tiếng mắng của bà cả, lệnh cho bà lão kia tiếp tục. Bà cứ nói đi. Bà lão gật đầu, chất giọng già nua áy náy lại vang lên. Cổ yêu một thiếu niên tuấn tú, người đó hứa sau khi đỗ đạt nhất định sẽ quay về cho cô một danh phận. Vậy mà đi biền biệt cả năm trời, cô ấy một mình sinh con khổ cực. Nói rằng sẽ kiên nhẫn đợi cha đứa bé đón hai mẹ con về. Nhưng mà mới qua 7 ngày, cô nghe tin chị gái mình khó sanh, đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Miền ký ức ùa về, bà cả nhớ lại mấy ngày đó, mình đã đau đớn suốt một ngày trời. Mấy lần ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất. Đến khi đứa bé bình an chào đời, thì thầy Lan đến khám và báo với bà, thể chất của bà từ nay cũng không thể sinh con. Tin bất ngờ khiến bà hụt hẫng, nhưng rất nhanh bà nhớ đến mình đã có con rồi, có gì mà phải buồn bã. Một đứa cũng được, bà sẽ dành hết yêu thương chăm sóc cho mình cậu mà thôi. Bà lão vẫn kể tiếp. Cô Huệ nghe chị gái từ nay không thể sinh được con, mà đứa bé của chị mình sinh không bao lâu cũng không còn. Cô sợ chị không có chấp nhận được sự thật này, sẽ đau lòng không có chịu nổi, cho nên... Bà nói cái gì mà không còn? Bà nói đứa bé làm sao? Giọng có bà cả run rẩy hỏi lại một lần nữa. Bà lão thương thay cho tấm lòng người làm mẹ, nhưng đến nước này cũng chỉ có thể nói sự thật. Dạ, đứa bé không còn. Không còn, vậy cậu Thịnh là con của cô Huệ. Cổ đã ẵm đứa bé đến giao cho bà mụ của cô. Sau đó cổ cho bà mụ một số tiền kha khá để bà ta giữ kín bí mật này. Nếu bà không có tin, bà có thể kiểm tra. Sau lưng cậu còn có một nốt ruồi son hình giọt nước ở bên trái. Bà cả vẫn hy vọng lời của bà lão kia chỉ là khoác lác vô căn cứ, do một tay bà ba dàn dựng nên. Nhưng với miêu tả về cái nốt ruồi son kia, bà Trinh đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt đầm đìa, cả người run lên từng đợt, bà gào trong tiếng nấc. Cậu Thịnh nhìn bà Trinh trong lòng xót xa cực hạn, vội chạy đến đỡ lấy bà khuyên nhủ. Mẹ, bác. Rồi cậu lúng túng không biết nên gọi cái gì cho phải. Sống mũi của cậu cay xè, chỉ có thể ôm lấy bà Trinh dỗ về động viên. Bà ba nhìn một màn này, cảm thấy vô cùng vừa lòng hả dạ. Đấu qua đấu lại bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy các người thảm hại đến bậc này. Bà ta đứng một bên nhãn miệng cười, thích thú xem hai kẻ thua cuộc bấu víu vào nhau. Xem thêm một lúc cảm thấy cũng đủ rồi. Bà ba cao giọng cắt ngang cái màn an ủi thương tâm như trò hề kia. Sự thật đã được phơi bày. Cậu ta không phải là giọt máu của cha Mão, còn là con của người đàn bà chữa quan. Cậu ta không có tư cách kế thừa cái phủ này. Vậy cho nên, ngay lập tức cuốn gói đi. Từ bây giờ, người kế thừa hương quả sản nghiệp Lâm gia này chỉ có một mình con trai của tôi, Lâm Vĩnh Bảo. Nói xong, bà ta phóng ánh mắt khinh thường lên nhìn cậu Thịnh. Tựa như cậu là cái gì đó thấp kém lắm, ngạo nghễ cười cợt với thắng lợi nắm chắc trong tay, mà thằng Ngọ đứng ở một góc thiếu điều muốn vỗ tay khen hay. Trong đầu của thằng Ngọ lúc bấy giờ chỉ toàn là cuộc sống giàu sang nhung lụa, những thỏi bạc thỏi vàng sáng lóa cả mắt, và bên cạnh còn có mấy người con gái xinh như mộng ôm ấp mời gọi, thật sung sướng biết là bao nhiêu. Thấy bà ba nói năng nặng lời, Hương thật sự ức thay cho cậu Thịnh, bèn đứng ra lên tiếng.
Sự tình như thế nào còn chưa rõ, bà không được mắng cậu là con quan. Với bà đừng có quên, cậu bây giờ là quan trạng, là huyện lệnh đó. Quan trạng thì sao? Huyện lệnh thì thế nào? Biết đâu thân thế của cậu ta chỉ là con của một tử tù, một tên cướp, gia thế không có trong sạch, thì coi như cái chức quan cũng không có giữ nổi. Còn mày, mày là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Mày tưởng cậu ta chọn mày rồi thì mày làm mợ rồi chắc? Tao nói cho mày biết, cậu ta cút khỏi cái phủ này, mày vẫn chỉ là con ở thấp hèn. Tao muốn bán mày vào kỷ viện lúc nào là bán lúc đó, nghe rõ chưa? Từ nãy tới bây giờ, mãi lo trấn an bà Trinh, bớt phần thương tâm đi. Cậu cũng mặc kệ người đàn bà chanh chua đó sỉ vả. Nhưng bà ta dám mở miệng đòi bán người thương của cậu vào dũng bùn nhơ nhút, thì cậu đã không thể nào chịu nổi. Bà câm miệng lại ngay! Vẫn còn ảo tưởng nữa sao? Nơi này đã không còn là cậu nữa rồi. Cậu cút liền cho tôi! Bà hai từ lúc đến đây vẫn luôn im lặng. Đến lúc này cũng thấy chướng mắt với lời lẽ lỗ mãng cay nghiệt của bà ba. Bà cất giọng can ngăn. Con Hương nó nói đúng mà, lời của bà lão này còn chưa biết thật hư ra sao mà em lại dội vàng kết luận rồi đuổi cậu, như vậy không có được đâu. Em nói khi không phải chị đừng có giận em, chứ chị quanh năm suốt tháng trốn trong phòng, chép kinh nhiều quá đến ngớ ngẩn rồi. Nếu em nói sai, vì sao chị cả lại tin chứ? Còn nữa, cậu có thể kêu cậu ta cho coi cái nốt ruồi son ở trên lưng có hay không là biết liền chứ cái gì? Bà hai vẻ mặt khó xử, quay sang xác nhận một lần nữa với cậu Thịnh. Về cái nốt ruồi son kia cậu có hay là không? Dạ có. Cổ họng của cậu nghẹn lại, trong giây lát rồi dũng cảm nói lên sự thật. Bà ba lại càng được dịp cao giọng mỉa mai hơn. Nếu đã không có lầm lẫn thì nên biết thân biết phận, giao trả lại vị trí xứng đáng cho chủ nhân thật sự đi. Bà hai vẫn là không nỡ nhìn cậu Thịnh khi bị nhục đến như vậy, tiếp tục binh vực. Cho dù không phải là con của ông Mão, thì cậu cũng là cháu ruột của chị Trinh. Em cũng đừng có vô tình quá như vậy. Cô Bảo nhà em còn quá nhỏ, cũng không có quản lý được. Tạm thời để cậu giúp một tay, có thiệt thòi cho em đâu. Không cần, những gì thuộc về cậu Bảo, tự em sẽ quản lý, không cần nhọc công người khác. Hơn nữa, phủ không có dư cơm nuôi cái thứ con quan. Hai từ con quan, bà ba cố tình nhấn giọng tựa như cái mũi dao đâm vào thịt cậu. Ngọc Hương thì không thể nhẫn nhịn, quát lớn. Không cho quyền gọi cậu là con quan. Bà ba đã quá chướng mắt cái con yêu nghiệt này lắm rồi, bây giờ nó còn lớn tiếng cãi lại bà trước mặt bao nhiêu người. Không có coi bà ra cái gì cả thì càng giận sôi. Bà ba gọi ngay con Quýt đang đứng một bên. Kéo con điên này ra ngoài giá miệng 20 cái, rồi gọi Tú bà đến bán nó ngay cho tao. Cậu Thịnh mắt long lên sòng sọc, nhìn bà ba rồi nhìn Quýt gầm lên. Ai dám? Bà ba vẫn kiên quyết không còn kiêng dè cái quy của cậu nữa, giục con Quýt. Làm đi, tao ở đây mới là lớn nhất, mặc kệ cái đồ con quan. Tiếng bà ba vừa dứt, trong phòng bỗng vang lên một tràng cười dài, nghe ra nửa phần mang dại, nửa phần bi ai. Bà ba liền quay đầu về hướng phát ra thanh âm, giọng đầy châm biếm. Sự thật khó chấp nhận đến nỗi điên luôn rồi sao chị? Em còn tính để cho chị cùng quản lý sổ sách trong nhà, nhưng xem ra chị cũng không còn đủ sức nữa đó. Thôi được rồi, già nua thì cứ nghỉ ngơi đi. Tiếng cười của bà cả vẫn còn chưa dứt, dáng vẻ này đúng là không khác người điên. Con Quýt thì được bà ba bảo đảm nên giãn tay Hương rất nhiều, phóng đến túm tóc Ngọc Hương. Thời khắc này, cô cũng không tiếp tục chịu đựng cho người ta chà đạp nữa. Cánh tay cũng nhanh chóng đưa lên ghì đầu con Quýt xuống. Hai thân ảnh giằng co hỗn loạn. Bà ba càng tức tối con người ở hỗn xược, kêu thằng Ngọ gô cổ Ngọc Hương. Nhưng ngay lúc này, bà cả đã cầm ngay cái ấm trà đập mạnh xuống đất, uy nghiêm quát. Tôi còn chưa chết, các người loạn hết rồi sao? Bà Trinh dừng lời một chút, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía bà ba chất vấn. Còn mày nữa, mày nói ai là con quan? Đúng là hồ đồ, còn ai vào đây nữa? Được, tao vốn dĩ chưa muốn tính sổ với mày, là mày tham lam vô độ, vậy thì chờ tao giẫm nát mày dưới chân. Bà còn cái gì mà để đấu với tôi?
con cũng không có mà còn phách lối. Ha, nực cười. Tao tất nhiên không có. Mày có thứ đồ nghiệt chủng. Bà dám mắng cậu Bảo? Tao mắng đó thì sao? Rốt cuộc mày đã lan chạy với thằng đàn ông nào? Bà còn dám bịa đặt dựng chuyện. Bà ba quát lại, nhưng trong lòng giật mình sợ hãi. Không biết là mụ Trinh kia đã phát hiện được cái điều gì. Thầm nghĩ lại kế hoạch bản thân chuẩn bị từ trước đến nay, cảm thấy không có chút sơ hở nào. Bà ta trấn định tinh thần, cứng giọng tranh cãi. Dì Binh giật đứa con quan mà chuyện như vậy bà cũng dám nói? Bằng chứng đâu? Bà không đem được bằng chứng ra thì hôm nay ngay cả bà tôi cũng tống cổ khỏi cái phủ này. Được. Bà đáp lại một tiếng rồi sai con Cúc vào phòng, lấy trong cái hòm gỗ một cái hộp màu xanh nhạt đem ra. Bà ba nhìn món đồ lạ mắt kia, trong đầu biết bao nhiêu là thắc mắc. Con mụ điên này lại bày ra cái trò gì vậy chứ? Chờ cho con Cúc đưa cái hộp lên cho bà cả, bà mở nắp hộp ra để lộ bộ ấm chung trà vô cùng đẹp mắt quý giá. Mà cái vật này giống hệt cái bộ mà trước nay ông Mão vẫn thường dùng và cũng rất yêu thích. Mọi người đều không hiểu cái thứ này có liên quan gì, cậu Thịnh đã lên tiếng. Món đồ này không phải đã được chôn theo cùng với cha Mão rồi hay sao? Nó có một đôi, một là của ta, một là của ông Mão. Bà ba không còn đủ kiên nhẫn với con mụ mất trí, liền chen lời. Vậy thì đã sao? Giờ này là lúc bà khoe bản thân có đồ quý à? Sao mày gấp gáp vậy? Gấp đi chết hả? Giờ tao giúp mày nhanh một chút nghe. Bà! Rồi mặc kệ cho bà ba tức điên, giọng của bà Trinh vang lên đầy buồn bã. Nhớ lại quyết định khi xưa của mình, giọng bà đều đều như tự xử. Từ lúc thầy Lan nói ta không thể sinh con được nữa, ta cảm nhận được tình cảm của cha Mão đã dần thay đổi. Ta nhiều lần nhìn thấy ông ngấp nghé những người con gái khác mà lòng càng thêm chán nản. Trong một lần ông ấy uống say đã buộc miệng nói rằng sẽ rước vào cửa thêm vài cô vợ nữa để giúp ông ta sinh con đàn cháu đống. Không những vậy, ông còn thẳng tay xô ngã, mắng ta là đồ vô dụng, không thể cho ông ta có được phúc phận nhiều con. Lời người say là thật, đó là tiếng lòng của ông ta luôn che giấu. Quả nhiên, không lâu sau đó, ông ta rước về bà hai, qua thêm một năm lại dẫn về bà ba. Ta kìm nén bao nhiêu năm cũng không thể nào chịu đựng được nữa, nên đã đưa ra quyết định là khi ta tình cờ biết được đồ gốm sứ tráng men thủ công nếu đem nung ở nhiệt độ thấp sẽ gây nhiễm độc chì, là một nguyên nhân khiến người ta không thể có con. Bà ba che miệng sợ hãi, còn cậu Thịnh sững sờ hỏi lại. Ý của bác là cái lớp men trong bộ ấm chung trà này? Bà gật đầu, thanh âm chua xót lại tiếp tục. Thầy Lan đã nói nhiễm độc chì nặng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, còn nhẹ thì sẽ khiến người đó bị tuyệt tử. Ta không thể khiến cho từng bà vợ của ông ấy mất khả năng làm mẹ bằng cách này. Đành phải trực tiếp dùng trên người ổng mà thôi. Tin tức này đối với mọi người đúng là xét giữa trời quang. Còn bà ba, thời điểm này càng kinh hồn bạc vía, lời của bà cả còn chưa dừng lại ở đó. Ta nhờ người tính toán một lượng chì thích hợp để tráng men vào gốm sứ. Bộ ấm chung trà khi hoàn tất sẽ có những họa tiết vô cùng tinh xảo và thể hiện sự cao quý hơn người. Ta tin chắc ông Mão sẽ rất thích. Ta cố tình đem về một đôi, tặng ông ấy như sự mong mỏi vợ chồng hòa hợp. Thực ra, ta cũng chỉ muốn đề phòng ông ấy làm bể thì sẽ tặng luôn. Nhưng ông ta lại rất cẩn thận, nên bộ ấm chung còn lại vẫn luôn ở chỗ của ta. Nếu mụ đàn bà tham lam kia không làm lớn chuyện, ta cũng không có muốn lật lại chuyện này. Lúc bấy giờ, âm thanh của bà ba rít gào phủ định. Không thể nào, không thể nào, là bà nói dối. Mày vẫn còn cố chấp, thì cứ gọi thầy Lan đến kiểm chứng những gì điều tao đã nói. Bà ba liền hộc tóc kêu thằng Ngọ đi tìm thầy Lan, bà có thể tin tưởng đến.
Không ngờ kết quả lại không sai biệt gì. Thầy Lan xong việc lui ra, bà cả mới đanh giọng chất vấn. Ông Mão vốn dĩ không bao giờ có thể có con, vậy mà mày lại chữa ẩn ra đó. Cái thứ đàn bà lăng lòn ghê tởm như mày còn dám mắng người khác là con quan. Nói, nghiệt chủng này là của ai? Bà ba lúc bấy giờ đổ gục trên nền đất, tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển rồi. Bà hoảng loạn, nhìn bà cả ngập tràn oán hận, tia mắt sắc bén tựa như mũi dao, nâng tay chỉ về phía bà mà mắng nhiếc. Bà là người đàn bà độc ác, sao bà dám làm như vậy với ông Mão hả? Tôi sẽ không có tha cho bà đâu. Nói xong, bà ta quay sang cậu Thịnh chỉ chứng. Cậu là huyện lệnh, cậu cũng nghe rõ rồi đó. Bà ta âm mưu hại chồng, cậu lập tức bắt trói bà ta tống giam ngay đi. Mày đòi lại công bằng cho ông Mão hay chính mày? Hả? Cái chuyện còn chưa có xong đâu. Để tao coi kẻ nào chính là gian phu của mày. Lúc nói ra lời này, giọng của bà Trinh gườm gườm nguy hiểm. Thằng Ngọ có mặt ở đó, bàn tay co lại thành nắm đấm che giấu nội tâm sợ hãi. Hắn cố giữ cái vẻ điềm tĩnh như không, chờ nghe bà cả sẽ nói cái gì tiếp theo. Thì lúc này bà cả đã mở miệng ra lệnh động trời. Đem cái thứ nghiệt chủng kia ném xuống giếng cho ta. Lời của bà cả khiến bà ba nổi điên, hoàn toàn quên mất hết thảy, vừa nhào tới vừa mắng chửi. Con mụ già ghê tởm, mày cũng như con em yêu nghiệt của nhà mày. Đứa nào đứa nấy cũng đều muốn dồn tao vào chỗ chết. Tao giết mày, tao giết không có tha cho mày đâu. Cuối cùng, mày cũng chịu thừa nhận mày xuống tay với em Huệ. Phải, là tao đó thì sao? Chị em tụi mày là một lũ đáng chết. Bà ta quay sang nói thằng Ngọ. Ngọ đâu? Đánh chết con mụ già đó cho tôi. Nhưng thằng Ngọ đâu có điên mà chống đối, vội vàng khuyên ngăn. Bà ba, bình tĩnh, ba đừng có nói nữa, về nghỉ đi. Bình tĩnh cái nỗi gì nữa? Mụ đó muốn giết chết con của mình kìa. Mình không có nghe thấy hay sao? Một câu nói này, ai nấy có mặt ở đây cũng đều nghe thấy rõ. Thằng Ngọ cả người run lên bần bật, cố gắng lấp liếm. Bà nói cái gì vậy? Bà lộn trí mất rồi. Tiếng nói của thằng Ngọ thật lớn, thật gian, khiến bà ba hồi thần lại, lướt mắt qua từng người dò xét, run run hỏi thằng Ngọ. Tôi vừa nói cái gì? Phía bên kia, bà cả đã đáp thay. Tao đã tìm được gian phu, hai đứa tụi mày, một kẻ tao cũng không tha. Ngọc Hương lúc bấy giờ mới vội vàng chen lời. Còn đứa bé, nó vô tội, xin bà tha cho nó một mạng đi. Bà cả vừa rồi cũng chỉ là một chiêu hăm dọa dồn bà ba vào đường cùng để tìm ra sự thật bí ẩn giấu bao nhiêu năm. Chứ bà nào có ác tâm mà giết hại một đứa trẻ vô tội. Tất nhiên là bà đồng ý. Còn kêu người đem nó đến cửa chùa để sư thầy nuôi dạy nó khôn lớn thiện lương. Về phần của cậu Thịnh, từ lúc nghe chính miệng bà ba thú nhận tội ác năm xưa của mình, cậu bỗng rơi vào trầm mặc. Đôi mắt dần đỏ ngầu vì nỗi oán hận khôn cùng. Bà ta nhận tâm giết hại người mang nặng đẻ đau cậu suốt 9 tháng 10 ngày. Bây giờ đây, còn vì lòng tham mà xé toạc vết thương lòng của người đã có công dưỡng dục cậu đến ngày hôm nay. Mẹ Trinh, mà không phải. Bây giờ cậu nên gọi người này là bác Trinh mới đúng. Cậu đau xót thay cho hai người thân suốt đời của mình thì càng căm ghét người đàn bà độc địa. Luật lệ giết người đền mạng. Bây giờ chính cậu sẽ phán xử vụ án này, bắt bà ta nhận lãnh một hình phạt tương xứng. Nghĩ vậy, giọng của cậu đanh thép vang lên. Người đâu? Lôi hai phạm nhân đồng lõa này vào nhà ngục chờ bản quan xét xử. Cậu Thịnh đã có lệnh. Thằng Tòng liền đi đến trói gô bà ba và thằng Ngọ lại, hai tay túm lấy cổ áo hai người lôi đi. Mà bà ba cái nết hung hăng từ trước tới bây giờ, tất nhiên vừa gào vừa mắng. Cái lũ khốn kiếp tụi mày, cái đồ con quan nghiệp chướng, tụi mày thả tao ra, trả con lại cho tao. Thằng Tòng không ngờ đường đường là bà lớn trong gia đình quyền quý mà lại ăn nói tanh tưởi đến mức này. Rút ngay cái khăn nhét hẳn vào miệng của bà ba cho bớt ồn ào mệt óc. Rồi mặc kệ hai kẻ phạm tội ra sức dùng dãy chống cự, thằng Tòng vẫn dễ dàng áp giải đến nhà lao chờ ngày chính thức thẩm án. Trong sảnh đường, lúc bấy giờ,
chỉ còn lại bà cả, bà hai, cậu Thịnh, Ngọc Hương và con Cúc. Bà hai nhất thời không biết phải làm gì với tình cảnh lúc này, mới xin phép cáo lui, trả lại không gian cho hai người thân thích ngồi lại với nhau. Bà cả nỗi lòng mất mát, ngồi thừ người xuống ghế. Cậu Thịnh đứng một bên rất muốn lên tiếng, nhưng cậu lại chưa quen được với tiếng gọi bác Trinh, cũng đành im lặng ngồi một bên. Thần sắc của cậu vô hồn, môi mím chặt, chắc là để nén lại nỗi xót xa đang trào dâng. Hương nhìn cậu như vậy, trái tim cô bỗng dưng ẩn ẩn cái gì đó nhói đau. Hương bước đến gần chỗ cậu, lần đầu tiên đưa bàn tay chủ động nắm lấy tay cậu nói lời an ủi. Cậu đừng có nghe bà ba nói bậy, cậu không phải là con quan, cậu là niềm tự hào của thôn Yên Đằng và của cả cái phủ này nữa. Cậu không nhớ bà lão có nói là cha của cậu lên kinh ứng thí, hứa sẽ trở về đón mẹ của cậu hay sao? Biết đâu, người đó đã trở về lại tìm, nhưng không thấy gì Huệ cũng không chừng. Cậu Thịnh vẫn không lên tiếng. Hương nhớ ra bà lão vẫn còn ở đây, thì liền đi đến mời bà ngồi xuống hỏi thêm vài điều. Vì sao bà lại biết rành mạch những chuyện này? Tôi là bà mụ đỡ đẻ cho cô Huệ, thương cô ấy che giấu người thân, một mình nuôi con vất vả, nên vợ chồng tôi đã nhận cô ấy làm con nuôi. Không lâu sau thì cô Huệ lại đem con thay thế đứa bé yểu mịn của chị cổ. Sau đó cổ vừa muốn chăm sóc chị, vừa muốn gần gũi con, nên đã xin đến cái phủ này. Thấy cô Huệ có nơi nương tựa, tôi cũng yên tâm. Rồi vợ chồng tôi có việc phải đi xa một chuyến, không ngờ một lần đi mà đến tận bây giờ mới về. Vậy vì sao bà lại gặp bà ba và có mặt ở đây ngày hôm nay để nói ra những điều làm tổn thương cậu Thịnh? Người đàn bà già nua, khóe mắt đã ngấn lệ, giọng nghèn nghẹn giải thích. Bà ba hẹn gặp tôi, còn kêu rằng bà ta là vú nuôi của cậu. Tôi nghe vậy thì mừng rỡ, mới hỏi thăm về cô Huệ. Qua một lúc tôi mới biết Huệ đã mất rồi. Tôi chỉ buộc miệng nói rằng, thật là xót xa thay cho người làm mẹ. Mà bà ta đã lần ra dấu vết đó, sau đó bà ta sai người bắt chồng tôi uy hiếp. Tôi mà không nói ra sự thật sẽ đánh gãy chân ông ấy. Tôi bất đắc dĩ phải nghe theo. Nhưng mà bây giờ họ lại bị bắt rồi. Không biết chồng tôi sẽ ra sao nữa. Bà đừng có khóc, đừng khóc nữa. Cậu là tri quyền ở đây, cậu nhất định sẽ cứu được chồng của bà. Nói xong, Ngọc Hương đi đến cạnh cậu, thúc giục cậu làm việc để không phải nghĩ ngợi lung tung gì nữa. Cậu có chuyện buồn, nhưng với dân, cậu vẫn là vị quan tốt, nên cậu hạ lệnh cho sai nhà điều động người đi tìm chồng của bà lão về. Cũng may là lúc áp giải bà ba và thằng Ngọ, đồng bọn của bà ta nhìn thấy rồi cuống cuồng bỏ chạy, nên ông lão mới bình an vô sự, được tìm thấy trong một con ngõ nhỏ. Cậu xong trách nhiệm, lầm lũi trở về phòng không nói không rằng. Hương thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu như vậy. Vậy là cô chủ động xuống bếp nấu cho cậu một phần chim bồ câu hầm hạt sen táo đỏ kỹ tử. Qua không lâu, chén canh hầm thơm lừng đã được đem đến. Hương dịu dàng mời cậu nếm thử, lại nghe cậu lên tiếng. Những cái món ăn đắt tiền như vậy vốn không phải là dành cho tôi. Từ mai tôi sẽ dọn đến huyện đường ở. Vậy mợ có đồng ý theo tôi hay không? Cậu Thịnh, sao cậu lại nói như vậy? Bà cả không phải người sinh ra cậu, thì cũng là người thân ruột thịt của cậu. Cậu không thể cứ như vậy mà đi. Cậu buồn bã khẳng định. Nghĩa là mợ không có muốn đi cùng với tôi. Tôi hiểu rồi. Dừng lại một chút, cậu nói tiếp. Tôi cảm thấy không có khỏe. Cô Hương, tôi không muốn ăn, cô trở về đi. Buổi đầu cậu quyết ý gọi Hương là mợ. Cô thực sự cảm thấy cậu ngang bướng kỳ quặc, ép người quá đáng. Mấy tháng trôi qua, khi cô đã tiếp nhận tiếng gọi quen thuộc này, thì bỗng dưng cậu lại gọi mình bằng hai tiếng cô Hương xa cách. Thanh âm cũng không còn trìu mến như mọi ngày. Điều đó khiến cho lòng Hương cồn cào khó chịu. Tai nghe rồi, nhưng chân cô không tình nguyện bước, lại nghe cậu thúc giục. Cô đi nhanh đi. Sau đó,
Cậu xoay lưng lại che giấu nỗi niềm đau khổ của riêng mình. Thời khắc này, có điều gì đó thôi thúc mà Hương không nghe lời cậu, bước dội đến ôm cậu từ phía sau thỏ thẻ. Tôi sẽ đi với cậu, cậu ở chỗ nào, cậu đưa tôi theo đó, được không? Cô Hương, không cần phải ép buộc bản thân mình như vậy đâu, tôi cũng không cần cô thương hại tôi đâu. Cậu nói như vậy, nơi trái tim của Hương nhòi nhói, cô đưa tay đấm thùm thụp vào lưng của cậu, giọng có chút nghẹn nghẹn. Là ai kêu tôi ngắm tranh nhiều một chút để tôi nhớ mãi không quên? Là ai nói muốn cùng tôi già đi hả? Là ai? Ai thề hứa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều sẽ bảo vệ che chở cho tôi? Vậy mà chưa chi cậu đã nuốt lời. Cậu thật là vô lương tâm mà. Cậu tuyên bố với hết thảy mọi người tôi là vợ của cậu, xong cậu chối bỏ, tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đây? Nước mắt của Hương từng giọt rơi xuống thấm ướt cả mảng lưng của cậu. Rồi Hương mặc kệ tất cả, ôm chặt lấy cậu, vẫn còn nấc nghẹn từng hồi. Qua một lúc không kiềm chế được nữa, cậu xoay người, lấy ra cái khăn hoa sen hôm nọ mà Hương dùng tạm băng bó đã được giặt lại sạch sẽ, lau khô hai hàng lệ trên gương mặt ửng hồng. Tôi sai rồi, tôi không nên làm mợ khóc, mợ buồn, mợ tha lỗi cho tôi nghe. Nói xong, cậu đặt một nụ hôn lên vần trán trơn mịn màng của Hương thay cho lời xin lỗi chân thành nhất. Hương vẫn còn chút thúc thích nhưng bắt cậu cam đoan. Tôi tha cho cậu với điều kiện không có được lạnh lùng gọi tôi như hồi nãy nữa. Tôi biết rồi, tôi hứa. Cậu mà tái phạm thì cậu sẽ chết với tôi. Hương cong cong cánh môi nói lời đe dọa. Cậu Thịnh đương lúc còn đang lau khô nước mắt cho người thương, tầm mắt rơi xuống nụ hàm tiếu hồng hồng căng mọng. Trong lúc vô thức, cậu hạ cánh môi mình xuống đó. Tôi thương mợ, thương rất nhiều, vậy mợ thương tôi nhiều chưa? Tôi không biết. Không có sao cả, mợ có cả đời để vun đắp tình cảm với tôi, còn tôi thương mợ cả đời cũng không có đủ. Cái tiếng thương mang một ý nghĩa thật diệu kỳ, khiến lòng của Hương tràn ngập nỗi hân hoan, dường như đây là lần đầu tiên Hương cảm nhận được niềm hạnh phúc khi sống ở cái phủ này. Sau đó, vụ án của bà Ba bị đem ra xét xử, nhân chứng vật chứng có đủ, bà Ba bị phán quyết tội chết, còn thằng Ngọ cấu kết mưu đồ hại người nhưng còn chưa đến mức mất mạng, nên tri huyện chiếu theo tính chất nặng nhẹ mà phán hắn 10 năm tù khổ sai. Kết cục của họ đúng với câu gieo nhân nào gặt quả đó. Mọi chuyện khép lại. Ngày hôm sau, cậu nghỉ phép một ngày lên chùa bái tế mẹ huệ của cậu. Ngọc Hương cũng ngỏ lời muốn đi cùng. Lúc lên xe ngựa, cậu lại nhìn thấy bà cả. Những ngày qua, bà ủ rũ, bây giờ khí sắc cũng có phần tốt hơn một chút. Bà nhẹ nhàng nói, dù sao, ta cũng sẽ mãi là mẹ của con. Ta sẽ thay cô Huệ yêu thương lo lắng cho con đến hết đời này. Khóe mắt của cậu Thịnh nhòe cay trước câu nói thật cảm động, rồi không kiềm nén được niềm vui quá đỗi bất ngờ này. Cậu hai chân ba bước chạy thật nhanh đến chỗ của bà Trinh, ôm chặt lấy bà. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Ừ, thôi được rồi, chúng ta đi cúng bái mẹ Huệ của con đi, cho kịp giờ. Dạ. Vậy là ba người vào cùng một cỗ xe ngựa, khởi hành lên chùa. Bà cả thấy đôi trẻ tình cảm đã dần tốt hơn, lên tiếng động viên. Hai cô cậu cố chờ xong 3 năm, dù sao người bên ngoài cũng chỉ biết cậu là con ông Mão, với lại ông ấy cũng có công dưỡng, cậu giữ hiếu là chuyện hợp tình, phải không? Dạ, con nghe lời mẹ. Cũng trong thời điểm này, một người đàn ông trung tuổi nhưng khí chất hơn người cũng vừa nhận được một tin báo đầy hy vọng từ cấp dưới của ông ta. Ông đã tìm kiếm trong vô vọng hơn 15 năm trời, cứ ngỡ rằng kiếp này đã thực sự bỏ lỡ. Không ngờ ông trời cũng rủ lòng thương xót. Mười mấy năm trước, ông là một sĩ tử khăn gói lên kinh đô tham gia kỳ điện tuyển. Khi đi có lời thề ước với người thương, ngày sum họp sẽ công thành danh tội cưới vợ về nhà. Hy vọng rất nhiều, nhưng giữa đường, ông bị trúng phong, bệnh nặng một trận,
đến lúc bình phục thì ngày điện tuyển cũng qua mất. Bỏ lỡ một lần, ông phải đợi mãi đến 3 năm sau. Quả nhiên, lần thi tiếp theo, ông đỗ bản nhãn xếp vị trí thứ 2, áo gấm về làng với niềm háo hức vô cùng tận. Vậy mà lúc chạy đến tìm cô gái đó thì người đã không còn. Có chức quan trong tay, ông cũng dễ dàng tìm được tung tích của Huệ. Nghe đâu cô trở thành con nuôi của đôi vợ chồng tốt bụng nào đó. Trớ trêu thay, thời điểm ông tìm được đến nơi, vợ chồng nhà nọ đã đi làm ăn xa, không biết lúc nào trở về. Mà một lần rời nhà này không ngờ lại lâu tới như vậy. Mỗi năm ông đều cho người tìm đến hỏi thăm vợ chồng nọ đã quay lại hay chưa, nhưng đều không có biến chuyển. Năm nay ông vẫn nuôi hy vọng thì hay tin nhà nọ cũng vừa mới quay về. Vậy là ông tức tốc cùng với cấp dưới khởi hành một chuyến đến Yên Đằng gặp lại hai người. Người đàn ông đó chính là Tả Thị Lan Bộ Công Trương Thừa Phúc. Lúc ông Phúc tìm đến nhà hỏi thăm tin tức về Huệ, vừa mới gặp, ông bà lão đã nhận ra ngay. Bà cứ ngỡ cậu Thịnh giống là giống mẹ thôi. Ngờ đâu, khi nhìn thấy người này rồi, thì phải gọi là giống y như tạc. Bà lão hỏi qua nguyên nhân ông Phúc đi biển biệt để cô Huệ một mình khổ sở trăm đường trải qua 9 tháng 10 ngày thai nghén sinh con. Thời khắc đó, ông mới biết những năm tháng qua ông không chỉ bỏ lỡ một mối tình sâu đậm mà còn bỏ lỡ tình phụ tử thiêng liêng ở trên đời. Quá đỗi xúc động, ông vội thúc giục bà lão nói cho ông biết Huệ đang ở đâu. Trải ngang thay, người mà ông yêu nhất dành những năm tháng trai trẻ để tìm kiếm đã vĩnh viễn không còn. Ông ngã quỵ xuống đất liên tục đấm vào ngực mình tự trách. Huệ ơi! Tôi xin lỗi, vì tôi mà Huệ phải khổ, vì tôi không ở bên bảo vệ cho Huệ, cho nên Huệ mới ra đi. Huệ à, tôi sai rồi. Bà lão thấy người đàn ông thương vợ rơi lụy, bà xót xa thương cảm cho họ. Nhưng số trời đã định, bà chỉ có thể khuyên ông Phúc cố gắng trấn định tinh thần. Dùng thời gian còn lại để bù đắp cho tình cảm cho đứa con của ông với Huệ. Nhờ bà lão nhắc, ông mới kìm nén nỗi chua xót, lau khô giọt mặn đắng, xin bà nói ra danh tánh con của mình. Ông lại càng không ngờ hạt mầm tình yêu của mình năm nào lại chính là tân hoa trạng nguyên năm nay, thiếu niên tài tuấn Lâm Vĩnh Thịnh. Không thể đợi chờ một thời một khắc, Quan Thị Lan Thừa Phúc vội vàng lên cổ xe ngựa thẳng tiến về phủ của Lâm gia. Lúc này vừa hay bà cả, cậu Thịnh, Ngọc Hương cũng đã về tới phủ. Quan Thị Lan Bộ Công ở kinh đô có giao tình gì với Quan Trạng, vì sao lại đến phủ, ai cũng đều thắc mắc. Chỉ có Ngọc Hương bước ra tươi cười lễ phép chào. Thưa đại nhân, lại gặp ngài ở đây rồi, không hay ngài đến có việc gì hay là ngài đi cùng với cậu Thành phải không? Cậu Thịnh nghe mợ Hương nhắc đến tên của cậu Thành, mà vị Tả Thị Lan này với mình hoàn toàn không có giao tình gì, thì dâng lên một nỗi hồ nghi. Lẽ nào người kia muốn hỏi cưới mợ Hương nên muốn dùng cường quyền ép buộc? Trong lòng của cậu lúc này là cả một hũ giấm chua nồng nặc. Cơn bực dọc tràn hết ra bên ngoài, rồi không cần biết người đàn ông trung tuổi kia có gì thế ra sao, cậu đứng ra che chắn trước mặt của Hương. Dạ không hay, đại nhân đến tệ xá này có việc gì không? Nói năng lễ phép, nhưng sắc mặt của cậu thì không hề tốt. Trong khi đó, ông Phúc được nhìn rõ mặt cậu, thì nỗi xúc động càng trào dâng. Giống, giống lắm. Đôi mắt như biết nói này rất giống nàng Huệ nhà ông. Con trai của ông đã lớn đến như này rồi, mấy mươi năm qua ông lại không hề biết đến sự tồn tại của nó. Cổ họng của ông ứ nghẹn, tạm thời chưa nói được thành lời. Cậu Thịnh thấy như vậy thì sốt ruột lại tiếp tục hỏi. Có phải là cậu Thành nhờ ngài đến đây hay không? Lúc này, ông Phúc mới gắng kiềm chế cảm xúc của mình đáp lại đứa con trai đáng tự hào của ông. Cậu cũng quen cậu Thành sao? Quả nhiên là vì cậu Thành mà tới. Mợ Hương là người mà cậu nhận định suốt đời suốt kiếp rồi, ai cũng không được phép cướp đoạt. Vậy nên, cậu cũng sẽ không có gì bất kỳ thế lực nào mà khiếp sợ được đâu. Vậy là
cậu mở lời muốn nói rõ một phen với quan thị lang, nhưng đã nghe ông ấy nói. Là tôi đây tự tới, tôi đến để nói với cậu một chuyện. Cậu Thịnh bây giờ lòng như lửa đốt, ông ta tự đến tức là vô cùng vừa ý với mợ Hương nhà mình. Nói chuyện với cậu sao? Ngoài cái chuyện bắt cậu nhường vợ thì còn cái gì để nói nữa chứ? Nghĩ vậy cậu liền thẳng thắn đáp ngay. Cho dù ngài có muốn nói với tôi bất cứ cái chuyện gì, câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Tôi không có đồng ý. Bốn tiếng "tôi không đồng ý" của cậu tự như cái mũi dao đâm thẳng vào trái tim đầy hy vọng của người đàn ông đó. Ông đã mất đi mẹ Huệ rồi, chỉ còn hạt mầm tình yêu này nữa thôi mà nó lại hận ông, không chấp nhận ông nữa sao? Khóe mắt của ông vì cái điều này mà nhòe cay, cổ họng nghẹn đắng, ông chua xót. Tại sao? Vì đó là người mà tôi yêu nhất. Cậu hận tôi lắm có phải không? Tôi sẽ hận người nào khiến tôi không có thể gần người tôi yêu. Ông Phúc lúc bấy giờ đã không chịu đựng được nữa. Thần thái nghiêm nghị, cao quý, tư chất hơn người cũng không còn nữa. Chỉ còn là một người cha đang hèn mọn cầu xin sự tha thứ của con trai. Ông đau lòng xót dạ, nói trong khổ sở. Là cha có lỗi với con, với hai mẹ con của con. Là cha chưa làm tròn trách nhiệm với cậu ngày nào. Cậu hận cha cũng phải. Cha xin lỗi. Xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu có thể tha thứ cho cha được không? Đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không có hiểu. Cậu đừng có như vậy mà. Đừng có chối bỏ cha. Cha cũng là vô tình không có biết. Nhưng mà cha sẽ dành cả đời này để bù đắp lại tất cả. Cậu cho cha một cơ hội đó có được hay không? Tôi quả thật không có hiểu lời của ngài nói là cái gì. Nếu như cậu còn chưa có nhìn ra thành ý của cha, thì cha sẽ tìm đến mộ phần của mẹ Huệ, dập đầu xin bà tha thứ trước vong linh của Huệ. Cha xin thề cả đời này sẽ không có cưới vợ, chỉ ở bên cậu chăm sóc yêu thương, bù đắp lại thiếu sót của những năm tháng qua, được không cậu? Hai tiếng mẹ Huệ khiến cậu hiểu ra vấn đề, rồi những lời sau đó càng làm rõ mối quan hệ của người này với cậu. Ông là cha đẻ của cậu sao? Ông ấy là người khiến cho mẹ Huệ một mình sinh con cực khổ, vất vả, rồi ngậm đắng nuốt cay dùng thân phận gì để nuôi ở bên cậu? Sao lại thác quan vì lòng dạ độc ác của bà ba hay sao? Bà lão kia từng nói ông ta lên kinh ứng thí, hiện tại quan vị cũng cao như vậy, chứng tỏ năm đó ông ta đã đỗ đạt, vì sao không quay về trước mẹ Huệ? Bao nhiêu câu hỏi xoay chuyển trong đầu, hóa thành cái nỗi phẫn quất thay cho mẹ Huệ của cậu. Ánh mắt không có thân thiện của cậu bắn về phía ông Phúc chất vấn. Ông đỗ đạt vinh hiển rồi, không có nhớ nhung gì đến mẹ Huệ. Có phải ông thấy mẹ Huệ không còn xứng đáng với ông đi cưới vợ mới có phải không? Nếu vậy thì bây giờ ông xuất hiện ở đây làm cái gì? Không, cha không có. Cha không có cưới vợ nào cả. Suốt đời cha chỉ yêu duy nhất một người. Người đó chính là mẹ Huệ của con. Ông yêu mẹ Huệ mà ông không tìm mẹ. Ông một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý trong khi mẹ tôi khổ sở, bị người ta hãm hại mà chết đi. Bao nhiêu năm qua mẹ không có siêu thoát, mà đến khi kẻ ác bị trừng phạt đích đáng thì mới có thể an ổn ở suối vàng. Ông yêu. Ông yêu mà như vậy hay sao? Những lời cậu Thịnh nói càng khiến cho ông đau đớn như dạng tiễn xuyên tâm. Huệ của ông bị người ta hãm hại mà chết. Huệ khi còn sống đã cực khổ trăm bề. Huệ ơi, ông sai rồi. Ông sai khi không quay về nhắn nhủ một lời cho Huệ nó biết rằng ông không có bội bạc. Cho Huệ yên tâm, để bây giờ con không nhìn, vợ cũng không còn. Cuộc đời của ông còn ý nghĩa gì nữa đây? Nỗi nghẹn ngào đắng chát thấu tâm can khiến ông quỵ ngã. Huệ à, tôi sai rồi. Tôi vô dụng. Tôi không thể bảo vệ được Huệ. Tôi sai rồi. Dáng vẻ của ông vô cùng chật vật đáng thương. Lọt vào mắt cậu cũng có chút rung động, không biết làm thế nào. Ngay lúc đó, một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến đỡ ông Phúc dậy trấn an. Thưa đại nhân,
ngài đừng có quá xúc động như vậy. Ngài ngồi xuống đây để nói rõ cho con biết mọi chuyện có được hay không? Ông gật đầu, cố nuốt lấy cơn đau đớn xót xa, kể lại mọi chuyện một lần nữa. Hóa ra, không phải như cậu nghĩ, ông chê bai mẹ Huệ tìm vui duyên mới. Thì ra, ông bị bệnh, không thể tham gia khoa cử năm đó. Cái sai duy nhất của ông là không biết uyển chuyển lời hứa, cứ nhất định phải quay về khi bản vàng đề danh. Mà thời điểm đó, mẹ Huệ vì hoàn cảnh trái ngang đâu còn đợi ông ở đó nữa. Sự thật sáng tỏ, Ngọc Hương đến bên khuyên cậu. Cậu Thịnh à, tình phụ tử thiêng liêng đáng quý lắm cậu à. Như tôi khao khát có cha mà không được. Cha của cậu không có bội bạc, cha thật lòng muốn bên cạnh chuộc lỗi, trong khi cái lỗi của ông ấy cũng không có quá lớn. Thôi thì cậu cho ông một cơ hội đi. Mợ Hương, tôi... Tiếng cậu xưng hô với Hương khiến cho ông ngỡ ngàng. Thì ra cậu đã thành gia lập thất rồi sao? Thì ra người con gái xinh đẹp thông minh này là con dâu của ông à? Sắp tới, ông sẽ còn được lên chức ông nội nữa cho mà coi. Nghĩ về những điều này, những buồn bã trong lòng của ông từ nãy tới bây giờ có vơi đi một chút. Lúc bấy giờ, Ngọc Hương lại lên tiếng. Cậu Thịnh mà tôi biết là người rất hiểu lẽ phải nha. Cậu đừng có khiến tôi thất vọng đó. Ông là một vị quan thanh liêm mẫu mực tôi đã từng biết. Chính ông đã cứu tôi thoát khỏi âm mưu tàn độc của con sen đó. Chuyện này là như thế nào? Con sen nó cấu kết với một tên tham quan, mấy tên ăn mày muốn làm nhục tôi. Khi đó cũng may cậu Thành đến kịp. Còn vị đại nhân này đã vạch trần tên tham quan ghê tởm kia, tôi mới bình yên ở đây, trước mắt cậu như bây giờ đây nè. Thiệt vậy sao? Dạ, vậy nên cậu có thương tôi không? Thương tôi thì cũng phải chịu ơn của ông ấy. Mồm mép của Ngọc Hương vô cùng linh hoạt. Ông Phúc hồi nãy giờ còn buồn não cả ruột, thì bây giờ nghe cô bé này nói mà không nhịn được cười. Cái lý luận gì kia chứ? Nhưng mà ông thích. Xem ra ông nhất định phải lấy lòng con bé này thì cậu Thịnh mới nhanh chóng tha thứ và chấp nhận ông. Cho nên ông lên tiếng gọi Ngọc Hương. Con dâu ạ, con với cậu cưới nhau hồi nào vậy? Hương quay sang dịu dàng lễ độ đáp. Dạ, chưa đâu thưa ngài. Cậu còn vướng tan kỳ của cha Mão. Mà người đó là người đã nuôi lớn cậu Thịnh, đã không khác gì cha của cậu. Chờ cậu mãn tan thì mới tính đến chuyện đó được. Vậy sao đã gọi con là mợ? Là cậu ngang tàn thôi đó thưa ngài. Cậu nói sau này sẽ cưới nên cậu cứ muốn gọi trước như vậy đó. Ông Phúc bật cười sảng khoái. Đây là một nụ cười hiếm hoi từ lúc ông bước vào cái phủ này. Ông thầm nghĩ, quả nhiên là máu mủ nhà mình. Khi xưa mình cũng như vậy với mẹ Huệ đó thôi. Rồi ông dặn dò Ngọc Hương. Không cần gọi ta là ngài, con có thể gọi là bác hay cha theo như quan hệ với cậu cũng được. Sau này là người một nhà, đừng có nên xa cách như vậy. Nhưng con... Không có nhưng gì cả, mà gọi cha thì ta sẽ vui hơn. Dạ, bác. Với cậu thì Hương đã quen, nhưng với vị đại nhân kia thì cô quả thật không dám lỗ mãng kéo gần quan hệ. Chuyện nào đến sẽ đến thôi. Mà lúc này mẹ Trinh đã được nghe con Cúc thuật lại mọi chuyện. Bà liền tìm tới nhìn thử người đàn ông trong đời của Huệ. Rốt cuộc là người như thế nào? Vừa mới gặp mặt, cái nét phúc hậu của người đó khiến bà có nhiều thiện cảm. Bà thật sự yên tâm và mừng thay cho cậu nếu cậu cùng ông ta đoàn tụ một nhà. Nhưng mà trong thâm tâm bà Trinh thì chưa bao giờ muốn xa cậu. Giọng bà có chút nghẹn cất lời khuyên cậu. Ông ấy là một người cha tốt đó cậu. Cậu nhận lại ông ấy đi. Mẹ nhìn người không có sai đâu. Ngọc Hương thêm vô. Cậu có nghe không? Bà cả cũng đã nói như vậy rồi mà cậu còn cố chấp thì cậu hư lắm đó nghe. Hiện tại Hương đối với cậu Thịnh không còn dè dặt như trước nữa. Cứ nghĩ gì nói đó. Còn cậu cũng nhìn ra sự chân thành của ông Phúc, lại có hai người mình yêu thương nói giùm, cậu đành gật đầu. Dạ, thưa mẹ. Ông Phúc cũng không quá hy vọng cậu Thịnh sẽ chấp nhận mình,
Nhưng với kết quả này, ông mừng muốn rơi nước mắt, cảm giác còn tuyệt diệu hơn năm đó, ông thi đậu khoa cử bản nhãn rất nhiều. Đúng là trời còn thương ông lắm mới ban cho ông thằng con trai tài giỏi như vậy. Bản thân của ông chỉ đậu thứ hai thôi, còn con ông lại xếp thứ nhất. Ông vui sướng, chạy tới nắm chặt tay cậu, chưa dám manh động ôm lấy khiến cho cậu ác cảm đâu, chất giọng pha lẫn hạnh phúc. Cha cảm ơn con rất rất nhiều. Phụ tử đoàn tụ ấm áp, bà cả chu đáo Sayano chuẩn bị một bàn tiệc. Một nhà bốn người bao gồm cha Phúc, bà cả, cậu Thịnh, Ngọc Hương, rồi quay quần ăn uống chuyện trò vui vẻ. Duy chỉ có bà hai là chưa vào đến phòng đã cảm thấy không khỏe mới xin phép trở về. Họ cứ ăn uống, bà cả càng hỏi sâu càng thấy ông Phúc chung tình, không bù với ông Mão nhà bà. Đề tài chuyển dần sang tương lai của cậu Thịnh. Lúc bấy giờ, bà Trinh mới e dè thử đề nghị. Tôi biết các người đã nhận nhau, theo lý là cậu phải theo ông về nhà. Nhưng xưa nay, tôi đã luôn nghĩ cậu là con đẻ. Bây giờ, nếu mà cậu không ở đây nữa, tôi thật khó lòng mà chấp nhận được. Ông có thể nào từ từ thời gian cho cậu ở bên tôi thêm vài năm nữa có được không? Tôi... Thật khó mà đồng ý, vì đây là điều ông đã vô cùng mong chờ. Nhưng nếu từ chối, thì quả thật tội nghiệp cho bà Trinh lắm. Hai bề đều khó. Ông không có biết liệu làm sao. Cuối cùng, ông giao quyền lựa chọn cho cậu. Cha tôn trọng quyết định của con. Bà cả nghe vậy thì vẻ mặt vô cùng chờ mong. Cậu thương mẹ Trinh bao năm rồi, với mong ước giản đơn như vậy sao cậu có thể từ chối chứ? Vậy là cậu nhìn cha. Thưa cha, con muốn báo hiếu cho mẹ vì công ơn dưỡng dục bao năm nay, vì vậy con xin phép ở lại đây thêm vài năm nữa. Ông Phúc thoáng thất vọng, nhưng lời nói ra không thể nuốt lời. Cậu muốn thế nào ông sẽ chiều theo như vậy. Được như ý nguyện, bà cả vô cùng hài lòng và vui vẻ. Mọi người ăn uống no say xong thì ông Phúc lên xe ngựa về phủ, hẹn khi khác lại thường xuyên ghé qua thăm cậu. Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, ông nhìn thấy mẹ Huệ. Bà với tà áo tứ thân và cái màu trắng thanh toát tựa như tiên giáng trần. Mẹ Huệ xuất hiện cười rạng rỡ, bước đến trước mặt ông cười mãn nguyện. Cha con ông đã đoàn tụ, tôi có thể an lòng ra đi. Mong ông gìn giữ sức khỏe và bảo vệ con trai của chúng ta. Chào ông, tôi đi. Huệ! Trước mặt ông là một khoảng trống không có gì cả. Nhưng ông tin rằng mẹ Huệ vừa mới ở đây và bây giờ đã thật sự thanh thản rồi. Trong đôi mắt của ông, nỗi đau còn đó, nhưng hạnh phúc tình thân đã khỏa lấp phần nào rồi. Ông phải như lời của mẹ Huệ nói, kiên cường sống tốt để luôn bảo vệ cậu trước những gai chông. Sáng nay, sau bao phen sóng gió, phủ Lâm gia mọi người vui như nhà có cổ. Ai ai cũng biết quan trạng gia thế không có hề tầm thường. Là con của Tả thị Lan Bộ Công, còn là khâm sai do hoàng thượng sai phái đi thị sát dân tình. Bà hai nghe ngóng tin tức kia cũng vui vẻ, đến nói lời chúc mừng Ngọc Hương sắp làm con dâu nhà quyền quý. Hương chỉ bình bình, đạm đạm, đưa một ngón tay thấm nước để lật sách tìm đến trang có món canh hầm mới lạ, thử hỏi qua ý kiến của bà hai. Bà chỉ cười, sắp làm vợ người ta rồi nên đảm đang hẳn hơn. Qua một lát, bà hai mới đứng dậy về phòng, ra tới cửa như chợt nhớ ra chuyện gì, bà dừng bước ngoái đầu lại. À, mấy hôm nay tôi đang chép kinh chú Đại Bi để cầu phúc. Hồi trước có chép một bộ đem tặng người thân, thấy đúng thật là hiệu nghiệm nên lại chép thêm nhiều bộ tặng mọi người, lan tỏa phúc đức muôn nơi, để hôm nào tôi tặng cho cô một bộ nghe. Dạ, vậy thì quý quá. Nói xong, bà hai lại đưa chân bước đi, gương mặt hiền lành từ ái của bà trước nay vẫn vậy, chứa đựng sự quan tâm cảm thông và thấu hiểu khiến người ta dễ có thiện cảm và mến thương. Bà đi rồi,
Ngọc Hương lại chuyên tâm đọc sách. Cô đâu có phát hiện ở phía bên ngoài có một sóng mắt hung hăng bắn về phía của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Bến Nước Long Đồng, tác giả Vân Bích. Lam Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 12 cũng là tập cuối của bộ truyện.